chào mừng quý khách đến với chương trình Quang Lâm TV. Quang Lâm rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hàng ngày của Canada và tin thị trường bất động sản. Bản tin hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2021 gồm những tin chính sau đây. Thứ nhất, Metrolink TTC miễn phí vé xe cho ngày tiêm chủng. Thứ hai, Canada tăng tốc tiêm chủng để mở cửa lại biên giới. Thứ ba, tin thị trường bất động sản. Chi phí thuê nhà trung bình ở các thành phố của Canada vào tháng 6. Sau đây là phần tin chi tiết. Tin thứ nhất, Metrolink TTC miễn phí vé xe cho ngày tiêm chủng. Hôm nay, thành phố Toronto sẽ tổ chức ngày tiêm chủng tại nhà thi đấu Scotiabank, nơi mà 25.000 mũi vaccine COVID-19 dự kiến được tiêm. Tính đến 11 giờ sáng thứ tư, 25.000 người đã đặt lịch hẹn. Những người muốn tiêm chủng tại đây phải ghi danh trực tuyến và phải đủ điều kiện tiêm liều đầu tiên hoặc liều thứ hai. Metrolink sẽ miễn phí vé xe Go và Up Express tới Union Station. Đồng thời, TTC cũng miễn phí vé xe cho bất kỳ ai có cuộc hẹn tiêm chủng trong thành phố Toronto, cũng như cho các nhân viên và tình nguyện viên hỗ trợ tại phòng khám. Cả TTC và Metrolink cũng muốn nhắc nhở người đi xe tuân thủ tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn hiện hành khi đi di chuyển, bao gồm cả việc đeo khẩu trang. Hơn 75% người lớn ở Toronto đã được tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên, và hơn 820.000 người Toronto đã được tiêm chủng đầy đủ. Tin thứ hai, Canada tăng tốc tiêm chủng để mở cửa lại biên giới. Canada đề ra mốc 75% người dân được tiêm chủng đầy đủ và ngưỡng để dỡ bỏ các hạn chế ở biên giới. Con số này hiện ở mức khoảng 20%. Lịch trình cung cấp vaccine cho thấy khoảng cách để đạt được mốc 75% trên có thể sẽ được thu hẹp đáng kể trong vòng tháng tới. Trong một phát biểu mới đây, Bộ trưởng Bộ phụ trách mua sắm và dịch vụ công của Canada, bà Anita Anand, cho biết tỷ lệ người Canada đã tiêm chủng đầy đủ có thể đạt 80% vào cuối tháng 7 tới đây. Một giáo sư trường đại học Calgary dự đoán có đến hơn 50% khả năng Canada sẽ đạt mốc đó trong khung thời gian trên. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của chính phủ, Canada phải tăng đáng kể tốc độ tiêm chủng, hiện vẫn còn nằm dưới mức 500.000 mũi tiêm cho một ngày. Nhiều doanh nghiệp đã lên tiếng chỉ trích cách tiếp cận thận trọng của chính phủ Canada đối với việc mở cửa lại biên giới với Mỹ. Canada và Mỹ lần đầu tiên cấm các hoạt động đi lại không thiết yếu qua lại biên giới giữa hai nước vào tháng 3 năm 2020, trong khuôn khổ các biện pháp kiểm soát đại dịch COVID-19. Kể từ đó, thỏa thuận này đã được hai nước gia hạn hàng tháng và mới được tiếp tục gia hạn cho đến ngày 21 tháng 7 năm 2021. Tin thứ ba, tin thị trường bất động sản. Chào mừng quý khách đến với bản tin thị trường bất động sản. Chi phí thuê nhà trung bình ở các thành phố của Canada vào tháng 6 năm nay. Khi chúng ta bước vào hai tuần cuối của tháng 6, 2/3 các thành phố của Canada đã tăng giá thuê so với tháng trước đây. Sự phục hồi thị trường cho thuê dường như đã bắt đầu, do giá thuê hiện tại đang dần tăng lên, vì nhiều cư dân Canada có khả năng được tiêm phòng đầy đủ vào mùa thu năm nay. Những người thuê nhà có thể chuẩn bị cho cuộc sống bình thường trở lại từ từ bằng cách bắt đầu tìm kiếm lại các căn hộ tiếp theo của họ. Nhìn vào các thị trường hàng đầu, cả Vancouver và Toronto tiếp tục có mức tăng giá thuê đối với cả một phòng ngủ và hai phòng ngủ trong 2 tháng liên tiếp. Nhìn chung, có 5 thành phố chứng kiến giá thuê nhà tăng lên so với tháng 5. 14 thành phố giữ nguyên không thay đổi và 5 thành phố có giá thuê giảm so với tháng trước đây. Vancouver và Toronto tiếp tục là hai thành phố có giá thuê đắt nhất ở Canada. Vancouver tiếp tục chứng kiến giá thuê đang leo thang với giá thuê một phòng ngủ tăng 1% lên 1.950 dạ kim và hai phòng ngủ tăng 2.2% lên 2.730 dạ kim. Toronto chứng kiến mức tăng nhẹ tăng 0.6% đối với căn hộ một phòng ngủ 1.800 dạ kim
và 0.4% đối với căn hộ 2 phòng ngủ 2320 Gia Kiệm. Burnaby đã tăng vị trí trở thành thành phố đắt thứ 3 với giá thuê 2 phòng ngủ lần lượt là 1 phòng ngủ 1700, 2 phòng ngủ 2270. Barry thuộc xuống hàng thứ 4 với giá cho thuê 1 phòng ngủ giảm 4.6%. Đây là mức giảm hàng tháng lớn nhất so với bất kỳ thành phố nào trong cả nước, xuống còn 1650 Gia Kiệm. Victoria vẫn đứng hàng thứ 5 mặc dù giá thuê 1 phòng ngủ tăng nhẹ 0.6% lên 1600 Gia Kiệm. Thành phố Quebec vẫn là thành phố cho thuê rẻ nhất của Canada, với giá cho thuê 1 phòng ngủ là 750 Gia Kiệm và 2 phòng ngủ là 1040 Gia Kiệm. Tin thị trường bất động sản đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Khi quý khách có nhu cầu mua bán nhà condo, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc vào căn nhà của Thiên Quang Lâm. Đặc biệt, bán nhà cho quý khách tiền thuê học trên Thiên Quang Lâm chỉ có 1%. Quang Lâm xin chân thành cảm ơn quý khách. Chúc quý khách sức khỏe, bình an với nhiều tin vui trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những bản tin kỳ tới.